Alo. Alo. Dạ, Không. thầy nghe không? À có nghe thấy rồi. Có nghe À không? có. À Tốt dobre đấy. utro da. Dobre utro. Ta. Dạ. À хорошо. Ну что? Что интересного? Có điều gì thú vị nào? Рассказывайте. Dạ. Bị No. mất internet thôi, mất 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 điện thôi. À. À mất internet à? Dạ. Thế bây giờ phải xem trên điện thoại à? Dạ, hơi Đấy. nhỏ một xíu thôi. À, nhiệt nhé, tôi хорошо. À, màn hình hơi nhỏ thôi đấy. À, так. Но хороший звук. Но ничего, самое главное слышать, đấy, слышать. А, nghe thấy được là tốt rồi. Так, хорошо. À, thế hôm trước chúng ta đã học xong cái bài đọc này đấy. À, đó. À, em xem lại bài chưa? Dạ, hồi nãy có ngồi xem một xíu thôi. À, hồi hồi nãy có ngồi xem một tí thôi hả? Đấy. Dạ, À, đấy. dạ. À, người yêu mà viết tin nhắn cho thì đọc kỹ lắm đúng không? Đấy. À, nhưng mà bài đọc thì lại chỉ đọc một lần thôi. Đấy. À, bây giờ phải làm ngược lại đi. Mới làm ngược lại Dạ, bài đọc phải đọc nhiều đúng lần. rồi thầy. À, đấy. Ừ. À, хорошо. Đấy. Так. À, thế như vậy là gì nào? Мы vào di tuổi. Câu hỏi của chúng ta sẽ là câu hỏi gì? Nếu mà câu hỏi bài bài viết là мы vào di tuổi. Мы vào di tuổi. Chúng ta ở trong lớp học. Thế vậy câu hỏi sẽ là câu hỏi gì? Chúng ta thử đặt câu hỏi nào. Где? Где мы? Где? Đấy. Где Где мы мы? сейчас? Đấy. Dạ. À, Где где мы сейчас? мы? À, где мы сейчас? À, đó. Где мы сейчас? Trả lời. Мы в аудитории. Đấy. À, Мы сейчас. Сейчас. Đấy. в аудитории. Сейчас. Мы в аудитории. Dạ. Мы Сейчас. в аудитории. Аудитории. Đấy. Сейчас мы в аудитории. Đấy. Аудитории. À, Dạ. хорошо. À, thế bây giờ chúng ta sẽ có câu thứ hai. Câu thứ hai của chúng ta. Сейчас урок. Bây giờ đang có giờ học. À, chúng ta sẽ đặt câu hỏi như thế nào cho cái câu đó? Сейчас урок. Các Что? à, Сейчас. что À, đấy. Что где сейчас? lại Đấy. Что сейчас сейчас? Thế thôi. Что сейчас? Bây giờ đang có cái gì? Что сейчас? Đấy. À, что сейчас? Đấy. À đó, bởi vì sao trình độ các em bây giờ là các em chưa sử dụng được các động từ chuyển động, chúng ta chưa học về cái đó đấy. Cho nên là gì? Thông thường người ta sẽ nói là gì? Что сейчас идет? Что сейчас идет? Что сейчас идет? Бây giờ đang có cái gì? À, idiot có nghĩa là đang diễn ra đấy. Idiot, idiot. Idiot là go như ở trong tiếng Anh đấy, go. Idiot là đi đấy. Thế nhưng mà người Nga người nói là người ta bây giờ đang có cái gì đi vậy đấy. À, thực chất chúng ta phải dịch là gì? Bây giờ đang diễn ra cái gì? Đấy. À, chúng ta trả lời sao nào? À, сейчас Сейчас идёт. урок. À, идёт урок. Đấy. Сейчас идёт Урок. урок. À, thì là cứ cho em cái từ Идёт đó. Đấy. урок. Сейчас идёт урок. À, đúng nào. Идёт урок. Сейчас идёт урок. Đấy. À, đó, đúng nào. Thế câu tiếp theo của chúng ta là gì nào? Câu tiếp theo của chúng ta đó là Мы изучаем русский язык. Мы изучаем русский язык. Câu hỏi của chúng ta sẽ là gì? Yêu trai em. Мы изучаем Mới русский язык. yêu trai À, em. đấy. Мы изучаем русский язык. À, đó. Câu hỏi sẽ là gì nào? Что? Мы? Mới И? Ru? giờ là yêu. À, что мы изучаем? Đấy. À, что Yêu мы изучаем? À, đúng trai nào? em. À, chúng ta đang nghiên cứu cái Trai. gì? Chúng ta đang học cái gì? Đấy. Dạ. Chúng ta đang học cái gì? À, đó. Thì chúng ta sẽ Tôi nói sao nào? yêu trai À, chúng ta em. trả lời sao? Tôi Мы mới yêu trai em. изучаем Мы yêu trai em. русский Русский язык. Đấy. Мы изучаем русский язык. Đấy. À đó. Thế tiếp theo nào? Sẽ có câu như thế nào nào? Câu tiếp theo của người ta. Мы читаем, говорим и пишем по-русски. Мы читаем, говорим и пишем по-русски. Chúng tôi đọc, nói và viết bằng tiếng Nga. Đấy. À, câu hỏi của chúng ta sẽ là gì? Что? Какой вопрос? No. Какой? Какой вопрос? Какой? Какой вопрос? Câu hỏi sẽ là gì? No. Что мы делаем? Что мы Đấy. делаем? Đấy. Что мы делаем на уроке? Trong На giờ học thì уроке. chúng ta làm cái gì? Đấy. Ừ. Đúng, đúng nào? Đấy. Что мы Что Dạ. мы делаем на уроке? Chúng ta làm cái gì trong giờ học? Đấy. Делаем À đó. уроки. Yeah. Вот. Thế bây giờ chúng ta sẽ trả lời ra sao nào? Chúng ta sẽ trả lời ra sao? Na Mười uroke đúng không nào? yeah. Na Na uroke. ok. Đấy. Mười. Mười yeah là em. Mười chỉ tay em. Chị tái em. Đấy. Dạ. Mười chị tái Gavarim. em. Gavarim. I. Gavarim. I pisham. Gavarim. Đấy. I. Pishem. Pa.
по-русски. Đấy. À, на уроке мы читаем, говорим и пишем по-русски. À, đúng rồi, đấy. Russian. À, на Yeah. уроке мы читаем, говорим и пишем по-русски. À, вот так Говорим вот. и À, так. пишем. Интересно, đấy. À, đó. À, đây là khi mà người ta cho chúng ta bài đọc thì chúng ta phải làm việc như vậy. À, chúng ta đầu tiên Yeah. chúng ta gì nào? À, xem từ mới. Xem xong rồi. À, chúng ta xem các mẫu câu, có những cái mẫu câu nào hay chúng ta đánh dấu nó ra. Đấy, đánh dấu nó ra. À, sau đó là gì? Chúng ta phải đặt được câu hỏi cho từng câu một. Đấy. À, khi mà chúng ta đặt được câu hỏi là gì? Tại sao phải đặt câu hỏi? Bởi vì mục đích của chúng ta là giao tiếp. Mà muốn giao tiếp thì phải biết đặt câu hỏi. Đấy. Nếu mà không biết đặt câu hỏi thì thì làm sao giao tiếp được, đúng không nào? Muốn hỏi cái gì đó mà không biết hỏi làm sao? Đấy. À, đó. Thế vậy thì mục đích của chúng ta là đặt được câu hỏi. Thì đáng ra là gì? Thầy giáo phải đặt câu hỏi, học sinh trả lời. À, trình độ cao hơn thì là học sinh tự đặt câu hỏi đấy, tự đặt câu hỏi. Tức là như vậy, trình độ của em thì trình độ cao hơn một chút so với các bạn, là thầy giáo hướng dẫn cho em cách đặt câu hỏi đấy. Đó. À, sau khi đặt câu hỏi rồi, trả lời rồi, đến giai đoạn thứ ba nữa đó là gì? Kể lại câu chuyện đó bằng lời của mình đấy. Đó. À, khi mà các em đã kể lại được câu chuyện đó bằng lời của mình, có nghĩa là các em đã hiểu, thấu hiểu hoàn toàn nội dung của bài, và các em biết được hoàn toàn cái cách sử dụng các tập hợp từ, các cấu trúc câu ở trong bài đấy, đó, để làm được một cái bài đọc đến hoàn 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 thiện thì chúng ta phải làm được bấy nhiêu bước đấy, đó. Tác vột. Thế bây giờ chúng ta sẽ có câu gì nào? Мы понимаем по-русски мало. Мы понимаем по-русски мало. Vậy câu hỏi sẽ là gì? Các người понимаем по-русски. Да, 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 да. Как мы понимаем по-русски, да? Как мы понимаем по-русски? По-русски. А, как мы понимаем по-русски? Так вот, хорошо. А, chúng ta trả лời sao? А, мы понимаем Мы по-русски. понимаем Мы по-русски мало. понимаем по-русски. По-русски. Мало, да? Мы понимаем по-русски мало. Так, хорошо. А, tiếp theo chúng ta sẽ có câu hỏi. А, мы читаем по-русски медленно. Мы читаем по-русски медленно. À, câu hỏi là gì? Các Как мы мы читаем читаем по-русски. по-русски? Đấy. À, как мы читаем по-русски? Trả lời. Мы Мы читаем читаем по-русски. по-русски À, медленно. 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 Đấy. Мы читаем Медленно. по-русски медленно. Так вот. Đấy. À, хорошо. Tiếp theo nào. Так. Преподаватель спрашивает. Đối với câu này thì chúng ta phải đặt câu hỏi gì? Преподаватель Что? спрашивает. Что Yeah. Преподавен. Что преподавен? преподаватель Делает. Đấy. Что Делает. преподаватель делает? Đấy. Что преподаватель делает? À, trả lời. À, À, он он делает. спрашивает. Он спрашивает. Спрашивает. Đấy. Yeah, он спрашивает. Что преподаватель делает? Он спрашивает. À, chúng ta đặt luôn câu hỏi tiếp theo. А кто отвечает? Кто отвечает? Кто Ai trả lời? отвечает? Đấy. Том. À, кто Том отвечает. отвечает? Đấy. Кто отвечает? À, đó. Thế như vậy chúng ta xong xong một đoạn là một đoạn hỏi và trả lời đấy. À, đó, chúng ta Dạ. sẽ đẩy cái phần này lên. À, đấy. Đó, bắt tạc. Chạy. Tiếp theo. À, tiếp theo. À, tiếp theo mới là phần này mới là khó này. Cái này mới là khó này. Đấy. Đó. Преподаватель спрашивает: Том, как дела? À, bây giờ làm thế nào chúng ta chuyển Tôm được các cả cái đoạn đi vừa rồi thành câu hỏi? Преподаватель спрашивает: Том, как дела? À, chúng ta Dạ. sẽ hỏi đấy. Dạ. Что Репо. Что? преподаватель спрашивает? Преподаватель. Thì đang hỏi cái gì? Спрашивает. Dạ. Что преподаватель спрашивает? Что преподаватель спрашивает? À, đó, thì giáo hỏi. Tôm, как дела? Thế vậy thì trả lời như nào? Преподаватель спрашивает. Спрашивает. Преподаватель Тома. спрашивает, что Тома. Тома. Hỏi Tôm. Thầy giáo hỏi Dạ. Tôm. Đấy. Преподаватель спрашивает Тома. Как у него дела? Các у него Как у дела? него дела? À, chúng ta có tập hợp u như vô. U như vô là cái gì vậy? Có, anh ấy có. À, đấy. À, công việc của anh ấy như thế nào? Các u như vô đi là.
Univore ở đây có nghĩa là ở chỗ anh ấy đấy. Công việc là dê là công việc đấy. À, sang số nhiều là dê là. À, các công việc của anh ấy ra sao đấy. À, thế vậy thì người ta dùng cái từ univore đấy. Đấy. À, đó. Univore. U mình nhá. U mi U nhá, nhá. các dê là Dạ. uchiba, các uchiba dê là. Người ta hỏi như vậy đấy. Các uchiba dê là. Công việc của bạn ra sao? Các uchiha dê là. Thế vậy univo dê là uchiha là cái gì đây? Nó là cái gì vậy? Nó là cái gì vậy? Univo là cái gì vậy? Univore Đấy. À thế của bây giờ chúng ta sẽ của xem nhé. anh ấy. À chúng ta sẽ xem là gì nào. À chúng ta có cái đại từ ia. Từ ồn. Dạ. Ăn ná. Mới. Với. À nhí. Đấy. À đây là các đại từ. À, đại từ nhân xưng. Đúng rồi. Đây gọi là các đại từ nhân xưng ở cách một. Đấy. Đúng không? Dạ, Đấy. dạ. À thế nhá. Bây giờ ta sẽ chuyển nó sang cách 2. Cách hai. Cách 2 đấy. Ya thì thành là gì? Mi nhà. Mình nhá. Tới Mình chi dì bà. á. Ôn. Ôn. Dì À. vô. Dì Ye vô. vô đấy. Anh Dì. á. Ye vô Dì đấy. Mới. vô. Nás. Nas với. Vás. Vas anh Ích. ý. Ich đấy. À đó. Như nào? À thế chỉ có điều là gì ở đây đấy, ở đây đấy, ở đây là do là khi mà chúng ta dùng với giới từ, trong trường hợp như thế này chúng ta muốn dùng nó với giới từ đấy, giới từ u ở cách 2 thì chúng ta phải để u ở đây chúng ta để u ở đây này, u, giới từ u, u cao vô à tạc u cao vô à tạc à vừa rồi bấm vào chữ bấm vào cái này đấy tạc đó u, ví dụ mình nói là của tôi Umi nhỉ? Đúng không? Người ta sẽ nói là Umi nhỉ? Uchiba. Đúng không? Đấy. U minh nha. Vột. Đấy. À đó. Đúng không nào? À ta. Dạ. Đấy. Vột. À thế như vậy. Ở đây thì sẽ nói là Umi nhỉ? Uchiba. Và đây người ta sẽ nói là Unyevo. Chứ không nói Uyevo mà nói Unyevo. Đấy. À thêm người Nhiều ta thêm vô. chữ N vào để làm gì cho nó dễ nói. Đúng chưa? Đấy. Dạ. Unyevo. Unyevo. Đấy. Và Unyevo. Nhiều. Đấy. Unyevo. Unique. Đấy. À đó, yên à. À Umi Dạ. nhà, Uchiba, Univo, Uniyo, Unas, Uvas, Unich. À đây là cấu trúc gì? Cấu trúc ví dụ chúng ta muốn nói là tôi có cái gì? Đấy, Umi nhà yes dom, Umi nhà yes sun, Umi nhà yes simya. Đúng như nào? Đấy. Dạ. À đó. Thế nhưng mà ở đây là gì? À các Univo nghĩa là công việc của cậu ta ra sao thì cái từ Umi nhà này có nghĩa là hoặc là Univo, Uniyo ở đây có nghĩa là của ai đó. Đấy. Umi nhà siêu khá. Công việc của tôi mọi việc tốt đẹp đấy. Uchiba siêu khá. Chúng ta nói siêu khá. Tất cả mọi việc đều tốt đẹp đấy. Đó. Thế vậy bây Sure, giờ chúng ta sẽ áp dụng Carlos. siêu khá đấy. Bây giờ chúng ta thử áp dụng vào đây đấy. Thử áp dụng vào cái câu này đấy. Đó. Chúng ta coi như là đây chúng ta mất một cái phần này để chúng ta diễn giải sang cái cấu trúc ukavostok. Hốt tặng một. Preparava chính tôm chúng ta phải viết hoa đấy. Vì tên riêng mà đấy. Tôm Yeah. à Pribadava chính sprashi tôm các ông như vô dĩa là đấy đó em bây giờ chúng ta nói tôm trả lời tôm Tom a update vi chayet diet. sto Update u như vô diet. sio хорошо cậu ấy trả Sto. lời rằng Univo. cậu ấy trả lời rằng công việc của cậu ấy rất tốt đấy đúng không tôm ở vị trí sto u như vô sio хорошо đấy đó. À thế bây giờ em đã có cái cấu trúc này rồi đấy. Uni vô siêu khá đúng không? Đấy. Tạc. Và nó có tập hợp từ gì? Tập hợp siêu khá Sto. siêu khá đấy. Sure, Đó, siêu sure, khá khá siêu. sure. Đây là một tập hợp cố định, gần như là cố định đấy. Người ta hỏi, các nghĩa là hỏi em là privet, các nghĩa là em trả lời siêu khá đấy. Sure, Siêu khá khá siêu. sure. Siêu là gì? Siêu là tất cả đấy. Tất Yeah, cả. Tất cả sure. mọi việc đều tốt đẹp đấy. Đó. Thế vậy thì cái siêu này nó là cái gì vậy? Em sẽ hỏi thầy cái siêu là cái gì vậy? Em thỉnh thoảng em gặp nó suốt đấy. Đúng không? Đấy. Yeah. Thế nó là cái gì vậy? Chúng ta có đại từ, đây là đại từ xác định, đại từ xác định việt. Việt có nghĩa là tất cả, đấy. Cái đại từ xác định này nó biến đổi theo giống và số. Việt là giống đực. Việt dom tất cả ngôi nhà. Viết Việt class viết tất cả lớp học viết anh chưa đấy viết
À, giống cái sẽ là xe. Xe. Xe machine này. Tất cả cái xe ô tô. Xe. Xe machine grass này. Tất cả cái ô tô này Xe. đều bị bẩn. Đấy. Đó, ví dụ vậy. Xe machine Xe. này. Đấy. À, đó. Đấy. À, đấy. À, ví dụ như là xe sum cả bộ vần này. Tất cả cái túi đều bị rách hết rồi. Đấy. Ví dụ vậy. Đó. Cái xe này nó chỉ là tổng hợp tất cả cái gì đó. Đấy. Vs cũng là vậy đấy. À, vs là đi với giống đực. Xe là giống giống cái. Như vậy là sure sẽ là giống chung. À, chúng ta nghĩ Yeah, sure. sure, Sure là tất cả. Tất cả. sure. À, có nghĩa đây nó nói tắt. Sure хорошо tức là tất cả mọi việc đều tốt. Đấy. Người ta nói chung chung thế thôi cho nên nó để ở giống chung. Đấy. À, em chị nào. Đấy. Thế và nó còn có một cái định dạng nữa đó là xe. Xe khi đi với số nhiều. Đấy. Số nhiều. Là xe. À, xe. Xe là số nhiều đấy. Xe lưu đi tất cả mọi người đấy. Xe địa chỉ tất cả bọn trẻ con đấy. À đó hiểu chưa nào? À đó. Xe lưu đi xe địa chỉ. Vậy thì chúng ta nhìn thấy là gì? À đây gọi là đại từ xác định. Đại từ xác định đấy. À, đại từ xác định là cái đại từ mà nó xác định cái số lượng đấy. Viết đồm xe machine xio pismo. À, tất cả bức thư ya prachital pismo tôi đã đọc xong tất cả bức thư rồi à đó à xe là tất cả lưu đi à, đi số nhiều tất cả mọi người xe gì chỉ tất cả bọn trẻ con đấy à đó tạc vật đấy thế vậy thì ở đây chúng ta nhìn thấy là gì à to mặt vì chesto u nhiều vô xio khá đấy à đó câu ấy trả lời rằng là tất cả mọi việc đều tốt đấy à đó thế bây giờ thầy giáo sẽ hỏi tiếp một câu nữa cũng khó. Вы много работаете дома? Вы много работаете дома? А câu này bây giờ làm nào truyền đạt được? Вы много работаете дома? Thế vậy thì chúng ta sẽ hỏi thầy giáo hỏi tiếp cái gì? Что преподаватель еще còn спрашивает? Thầy giáo còn hỏi tiếp cái gì? Что преподаватель еще спрашивает? Да? Еще спрашивает, да. Что преподаватель еще спрашивает, да? Đó. Khi em đang học bằng điện thoại em có cắm dây nạp không? Dạ có. Có, em cắm dây nạp thì em để nó xuống bàn nhé, đừng cầm trên tay nhé. Vậy em rút ra rồi. À, rút ra rồi không có nó nổ chết đấy 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 tạc vật хорошо đấy à tạc à tạc à bất kể đó là điện thoại rẻ tiền hay là điện thoại đắt tiền tạc хорошо tạc à что что преподаватель еще спрашивает thầy giáo hỏi cái gì nữa đấy à thầy giáo hỏi rằng là вы много работаете дома đúng không nào Tom, вы много работаете дома bây giờ làm sao dịch được cái câu đó chuyển được cái câu đó đấy à chúng ta trả lời преподаватель еще, Преподаватель еще еще спрашивает. Thầy giáo còn hỏi спрашивает, thêm rằng đấy. что Много ли Том много ли Том работает дома? работает дома À, chúng ta có câu trúc работает câu mới. Много ли? Nhiều hay không? много ли Đấy, dạ nhiều hay không? À, đó. Преподаватель еще спрашивает. Много ли Том работает дома? À, thầy giáo hỏi rằng là tôi làm việc ở nhà có nhiều không? Много ли Том работает дома? À. Преподаватель. À, что Том отвечает? Что Том? Что Том отвечает? À, отвечает. Что Том отвечает? Том trả lời như thế nào? Đấy. À, Том Том отвечает. отвечает. Что Что сейчас? сейчас? Он Он работает дома? работает дома Мало. мало. Мало, да? Мало, да? А, потому что, bởi vì, Потому а, что. chúng ta học thêm một câu trúc câu mới đó. Потому что là bởi vì. Потому что, Потому что. город красивый, Красивый. да? А, потому что город красивый и он Он гуляет. гуляет. И он гуляет много, да? гуляет. А, гуляет, гуляет Mình là đi dạo chơi, да? À, mình Том отвечает, что сейчас он работает дома мало. Потому что город красивый и он гуляет много. Đấy. À, Том trả lời rằng bây giờ là cậu ấy làm việc ở nhà ít. Bởi vì sao? Thành phố rất đẹp nhưng cậu đi chơi nhiều. Đấy. Đấy. Nó tạc. Đấy.
À Yeah. tak. À, потому что город красивый и он гуляет много. Так, đấy. Так. À, thầy giáo lại hỏi thêm nữa đấy. Thầy giáo hỏi thêm cái gì nào? Chúng ta xem thầy giáo hỏi thêm gì nhé. Đó, tak. Thầy giáo hỏi lắm quá. Đó, tak. Đấy. Đấy. À вот. Так, thầy giáo hỏi thêm gì nào? А вы хорошо знаете город? А вы хорошо знаете город? À, câu này có động từ знать. Có động từ знать đấy. Nát Знать. nát giờ chị Знать là cái gì biết vậy? biết Nó là biết đấy. Cậu đã biết tốt về thành phố chưa? Ví dụ như ừ. là em chẳng hạn, vì khá này chỉ có khu Hồ Chí Minh. Em có biết tốt về thành phố Hồ Chí Minh không? Có nghĩa là gì? Biết cái gì nó nằm ở đâu, đường nào đi đến đâu đấy. À, đó thì gọi là khá này chỉ có đấy. Lúc đó chúng ta Yeah. sẽ nói là gì? Khá này chỉ có vì khá này chỉ có đấy. À, trả Không lời. sợ gì À, hả bạn thầy giáo hỏi thế. Thế hỏi thế chúng ta phải truyền đạt cái lời hỏi như nào nào. À, a chôm, chị? chúng ta sẽ đặt một câu hỏi khác. A chôm, Prepo. preposition, Achum. apiat, Prepo apiat, apiat là lại hỏi đấy. da facil. Spra thầy giáo lại hỏi về cái gì vậy? Apiat. A chôm preposition apiat spra. Thầy giáo lại hỏi về cái gì đây? Đấy, apiat có từ apiat, apiat là lại. À, chúng ta lại again đấy. À đấy. À lại. A chôm preposition spra đấy. À, trả lời. À, Хорошо. people давачин спрашивает Спрашивает. à, đấy à, спрашивает. Thế câu hỏi của thầy là gì? Вы хорошо знаете город? Вы хорошо знаете город? Tom. À, đấy. Dạ. À, thế vậy thì chúng ta phải truyền đạt như thế nào? Lúc này có câu là gì nào? Хорошо ли? À, хорошо ли? Да. Хорошо ли? Đấy. Хорошо ли? Хорошо ли, Tom. Том? Да, À, знает. Đấy. Город. знает. À, đấy. Город. Хорошо ли Том знает город? Преподаватель спрашивает, хорошо ли Том знает город? À, đấy. À, đó. Thế bây giờ ta sẽ lại hỏi nào. À, sẽ trả lời nào. À, Том trả lời sao? À, еще не очень. Нет, еще не очень. À, cậu ta nói rất là lửng lơ đúng không? Не очень cái gì? À, đấy. À, нет, еще не очень. Chưa chưa được tốt lắm đấy. À, не очень. Cái câu tiếng Nga là не очень. Очень là rất. Nhưng mà lại nhiều chuyện đó là không rất đấy, không rất à, không rất đến đến đấy cậu ấy chấm thôi. À thế như vậy ở đây chúng ta nói là gì nào? Nhiệt issue nhiều chuyện khá đấy. À chúng ta phải diễn giải thêm ra là gì? À nhiệt nhiều chuyện khá đấy. Đó, diễn giải thêm ra đây đấy. Yes, này gọi issue nhiều chuyện khá như nào? Em biết về thành phố chưa được tốt lắm. Потому что я здесь недавно. Bởi vì em ở đây chưa lâu. Đấy. Em ở đây chưa lâu. À tạc. Đấy. Потому что я здесь недавно. Đấy. Đó. Thế giờ chúng ta sẽ diễn giải cái câu đó nào. Đấy. Так. À, Том отвечает. Đấy. Том отвечает, Что он знает? что он Еще. знает город еще Не очень. не очень А, хорошо, хорошо, да? А, хорошо. Почему? Потому что. А, как ты потому потому что, да? что Бови, да? Потому что он здесь. он А, он здесь. Cậu ta ở đây. здесь Недавно. chưa lâu недавно Недавно là cách недавно đây không lâu. Cậu ta ở đây chưa lâu. Thấy chưa? недавно Đấy. Cậu ta ở đây chưa yeah lâu. Đúng không nào? Đấy. À, đó. mm. Потому что он здесь недавно. À, bởi vì sao? Là cậu ta ở đây chưa lâu. Поэтому он плохо знает город. Đấy. Cho nên cậu ta biết chưa tốt về thành phố. Vất vả còn đấy. À, хорошо. À, thế bây giờ chúng ta sẽ xem cái câu tiếp. Câu tiếp ở đây rất thú vị đấy. À, так. À, так. Преподаватель говорит. Рамон, читайте, пожалуйста, текст. Рамон, Читайте. читайте, пожалуйста, текст. À, đấy. Đó, đấy. Читайте. À, thế chúng ta tạm dừng cái câu này. À, chúng ta quay lại cái câu trước một chút đấy. À, như vậy chúng ta thấy vừa rồi là gì nào? À, thầy giáo hỏi cái gì, tôm trả lời cái đó. Đấy. À, đúng không nào? Yeah. À, đúng. Thế bây giờ chúng ta sẽ có thêm một câu hỏi nữa. Các tôm slushit. Các tôm slushit. Tôm trả lời ra sao? Các tôm slushit. À, các tôm Vinny slushit. Vinny mà chơi À, on slushit với nhưng mà chỉ là đấy. On slushit внимательно, Слушает đấy. Он слушает внимательно, да? внимательно. А как он отвечает? Yeah. Как он Так он отвечает? отвечает. Как он отвечает? Он Он отвечает хорошо. отвечает хорошо. А,
hoặc là đúng, hoặc là Pravina, đấy. pra À, on pravina, отвечает правильно, pravin, да? Он отвечает быстро и правильно, да? быстро, быстро, Быстро нянь, нянь, да? И правильно. Он отвечает и быстро и правильно. pravina, Да? Так. Так, хорошо. Потом thầy giáo nói là gì nào? Потом преподаватель говорит: Рамон, читайте текст. Да? Что говорит преподаватель? Что говорит? Thầy giáo nói cái gì? Что говорит преподаватель? Что Преподаватель говорит. Да? говорит? Thầy giáo nói. Nói cái gì? Câu này nó hơi khó. Thầy giáo nói cái gì nào? Рамон, читайте, пожалуйста, текст. Đấy. Рамон, читайте, пожалуйста, текст. Рамон, hãy đọc bài đọc đi nào. Nhưng ở đây chúng ta nhìn thấy cái cấu trúc gì? Читайте. Đó là gì? Đó là dạng thức mệnh lệnh đấy. Bây giờ dạng thức mệnh lệnh này nó có một cái lý thuyết khi chuyển sang câu gián tiếp. Nếu nếu trong câu là thức mệnh lệnh, khi chuyển sang câu gián tiếp chúng ta phải dùng liên từ чтобы. Đấy. Преподаватель говорит чтобы. Топ. Чтобы Рамон читал текст. Thế bây giờ cấu trúc là gì nào? Thầy giáo nói để cho Ramon đọc bài. Đấy. Thế vậy thì có cái liên từ stop này. Liên từ stop là để cho ai làm cái gì đó. Thầy giáo nói là gì? Ramon читай, пожалуйста, текст. Ramon, cậu hãy đọc bài đi nào. Đấy. Thế vậy thì truyền đạt cái câu đó trong tiếng Nga nó có một cái lý thuyết như thế này. Là muốn truyền đạt cái câu thức mệnh lệnh thì chúng ta phải dùng stop. Và động từ mà ở trong câu chính, trong cái câu trực tiếp ấy là thức mệnh lệnh thì sang câu gián tiếp phải là ở thì quá khứ. Đấy. Có hai điểm nhấn ở đây là gì? Một, phải dùng stop làm liên từ. Hai là dùng động từ ở thì quá khứ. Đấy. Để chỗ này, đấy. À вот. Преподаватель говорит, чтобы Рамон читал текст. Thầy giáo nói để cho Ramon đọc cái bài đọc. Đấy. Hiểu chưa? Em hiểu chưa nào? Đấy. Đó. Thế bây giờ thầy giáo sẽ ví dụ cho em nhé. Một cái ví dụ nhé. Ví dụ thầy giáo nói với em đấy. Đấy. Thầy giáo sẽ bảo em đấy. Là gì nào? Купи хлеб. Đấy. Хлеб. Em bây giờ em bảo em đi chợ tí nhá. Đó. Thế thầy giáo sẽ bảo em mua mì nhá. Купи хлеб. Đấy. Đúng không? Купи хлеб là gì nào? Hãy mua bánh mì đi. Đấy. Mua bánh mì. Thế bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái thế người bạn của em lại được cùng em bảo thầy giáo bảo cậu cái gì đấy? Đấy. Thầy giáo bảo cậu cái gì đấy? Thế thì bây giờ em dịch lại cái câu đó đấy. Учи чен. Говорит. Учи чен. Учи чен говорит. Чтобы. Я купила. Чтобы я купила хлеб. Пила đấy. Хлеб. Đấy, хлеб. Đúng không? Đấy. Đó, khi lớp là cái gì mà đấy. Thế em giải thích lại cho bạn là thầy bảo là tớ mua mì cho thầy. Đấy. Đó. Учи чен говорит, чтобы я купила хлеб. Thế vậy thì em đấy là gì nè? Thế đây là gì? Câu thầy giáo nói là gì? Купи хлеб. Купи хлеб có nghĩa là hãy mua bánh mì đi, thức mệnh lệnh đấy. Thì cái câu mà em chuyển đề là em sử dụng một là чтобы. Hai là động từ thì quá khứ, đấy. Đó đấy chứ. Учи чен говорит, чтобы я купила хлеб. Đấy. Thế vậy thì em thấy đây là gì nào? Учи чен là một ở trong cái câu mệnh đề chính, đấy. Đó là một chủ thể. Và cái câu thứ hai, câu mệnh đề phụ này sau чтобы này lại có một cái chủ thể thứ hai khác nữa đấy. Hai cái câu này, hai cái chủ thể này khác nhau. Nếu mà hai chủ thể khác nhau trong câu có чтобы thì ở trong mệnh đề có чтобы động từ phải để ở thì quá khứ. Lý thuyết phải nói là như vậy đấy. Đúng như này đấy. Đó. Thế gì? Thế em sẽ hỏi thầy bảo thầy ơi. Thế mà nếu mà hai trong hai cái câu này mà cùng một mệnh đề thì sao? Nếu mà trong câu mà có stop mà lại hai câu trong cả hai câu này đều là cùng một chủ thể đấy. Một chủ thể.
thì lúc đó động Dạ. từ này sẽ để nguyên dạng. Để Infinitive. nguyên mẫu. Để nguyên Dạ. mẫu đấy. Infinity. Infinitive đấy. À đó, đúng không nào? Đấy. Dạ. À thế ví dụ câu đó sẽ như thế nào? Hình thức của nó sẽ như thế nào? Thầy giáo đi ra cửa hàng để mua bánh mì. Ui chi chuyển. Đấy. À, Chi thầy giáo chuyển. tự đi và tự mua. Tức là chỉ có một người Ừ. thôi. Pas xuống. Vâng. Mà ga vin Xuống bông. stop Magazine. cupid khlep. À thế chưa nào? Đấy. Thầy giáo đi ra cửa hàng để làm gì? Để mua Để bánh mua mì. bánh mì. À thế vậy thì vẫn là thầy giáo mua, thầy giáo đi và thầy giáo tự mua, thì như vậy chỉ có một chủ thể thôi. Đấy. À thì vậy thì ở đây chính là stop cupid. Em thấy chưa nào? Stop cupid khlep. Đấy. Dạ. À đó. Thế vậy thì lúc đó chúng ta thấy đó là gì? Động từ ở cái mệnh đề thứ hai này nó có cùng một chủ thể cho nên nó là động từ nguyên thể. Đấy. Đó. Thế nhưng còn cái câu này, câu này là hai chủ thể khác nhau. Uchi chen nói để cho ai mua cái gì đó, để cho em đi mua, thì cái động từ mà là cái vị ngữ cho em ấy thì nó phải là ở thì quá khứ. Đấy. À đó, anh như này. Thế vậy thì đến đây em đã hiểu là cái câu mà có stop và hai cái chủ thể khác nhau. Đấy. Stop prepada vachin gavarit. Gavarit. Stop prepada vachin gavarit. Prepada vachin gavarit stop Ramon chital text. Thầy giáo nói để cho Ramon đọc bài. Đấy. À tạm ngôn. À khrasho. Thế bây giờ xem Ramon đọc như nào. Ramon chitait medlenno. I ni pravinno. Đấy. Ramon đọc thì vừa chậm mà lại vừa không đúng. Đấy. Vừa không đúng. Đà. À thế vậy câu Ra hỏi là gì? gì? Câu hỏi là gì? Câu hỏi. Các Ramon chitait. Đấy. Các Ramon. Ramon chitait. Đấy. Các Ramon. Các Ramon chitait. Đấy. Ý trả lời nào. Ramon Tại chitait. Ramon Chitayet Медленно Медленно и и правильно неправильно. Правильно Неправильно. Неправильно. Неправильно Да. À, đọc Неправильно vừa chậm thì vừa sai đấy. Đấy. À đúng nào, đấy. Tạc. À thế thì Ramon đọc vừa chậm vừa sai thì giáo mới tức quá, thì giáo mới nhận xét là gì? Giáo nhận xét là gì? Ramon. Ramon, vừa ra bố tay chi đô mà là. Đấy. Ramon, cậu Vì làm việc ở nhà ít lắm. Đấy. À, thầy giáo nhận xét là cậu làm việc ở nhà ít lắm. Đấy. Tạc. À thế bây giờ chúng ta sẽ lại hỏi nào. À, stop, stop prepada vachin gavarit. Stop prepo Reporter da vachin gavarit. Reporter Thầy giáo nói cái gì vậy? Madrid. Stop prepada vachin gavarit. Đấy. Đúng không nào? Đấy. À đó. Thầy giáo nói cái gì? À, thầy giáo nói là gì nào? No. Ramon, Nói cậu làm việc ở nhà ít lắm. Thế thì dịch thế nào? là cậu làm việc ở nhà nhiều không? À nhiệt. Thầy giáo nhận xét rồi. Thầy giáo nhận xét là cậu làm việc ở nhà ít. Cho nên mới đọc tồi thế chứ. Đấy. Đã. Stop. Prepoda vachin. Đấy. Report Gavarit. the Sto. Stop Ramon. Ramon. Rabotayem doma. Doma. Mà là. Đấy. Mal. Mà là. À, ý thầy giáo khiển trách đấy. Đấy. Dạ. Đấy. Ramon Gavarit. Sto. Ramon Gavarit. Ramon thì nói sao? Cậu ấy nói cái gì nào? Ramon. Cậu nói gì nào? Chỉ tắt bà Ruski ô trên trụt này. Chỉ tắt bà Ruski ô trên trụt này. À, cậu nói thế có nghĩa là gì? À, cậu ấy lý do. Ồ, đọc tiếng Nga khó lắm. Đấy. Khó. À, đấy. À, Ramon Gavarit. Đấy. Ramon Ramon Gavarit. говорит, Stop. что Читать по-русски трудно. À, cậu ấy nói rằng là đọc tiếng Nga nó khó. Đấy. Nghe được chưa? Tưởng em rồi thầy. tưởng bị hết pin. Đấy. Có điện thoại ấy, thầy, điện thoại À. tới. À, đây đây đây. À, ta khách à có điện thoại gọi tới thì nó ngắt đúng không? Đây, đây đây. À, khách đây đây. À, tạc, Ramon говорит, что читать по-русски трудно. Đấy. Ramon говорит, что читать по-русски трудно. À, đó, đúng nào. Вот. À, хорошо. Ramon говорит, что читать по-русски трудно. À, đó, Ramon nói rằng là đọc tiếng Nga nó khó đấy. À, tạc. À, bây giờ tiếp theo là gì? Tiếp theo là sẽ là cô gái Sirpa читает đấy. À, потом читает Sirpa. Câu hỏi sẽ là gì nào?
Thì chia sẻ lại giúp em cái màn Tố, hình nha thằng. em nói sao? Em chưa nhìn thấy màn hình Dạ à? thầy chia sẻ lại giúp em cái màn hình À, nha. đây Dạ, đây 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 dạ đây chưa. đây đây. À, đây đây đây. À, what the? À, đây đây đây. Хорошо, хорошо. Вот так. Đấy. À, кто потом читает? Кто потом читает? Кто потом читает? À, sau đó là ai đọc? Đấy. Riêng ạ. À, sau đó là gì nào? À, Chị потом tài. читает sirpa. Потом читает sirpa. À, đúng không? Так. Sirpa. Потом читает sirpa. Đấy. Вот. Она читает быстро и правильно. Đấy. À, cô ấy đọc là gì? Rất nhanh và rất đúng. Đấy. Потому что она работает дома много. Đấy. Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ đặt câu hỏi là gì? Как она читает? Đấy. Как она Các Anna читает? Читает. Как она читает? Đấy. Các Anna Как она Читает. читает? Вот. Как она читает? Trả lời nào. Anna Она Читает. читает быстро Быстро и и правильно. Да? правильно. Она читает быстро и правильно. Быстро. Быстро и правильно. И правильно. Да? Она читает быстро и правильно. А, вот. А, так. А почему? Потому что Потому что она она работает дома. Да? работает дома Много, много, да? À, потому что много. она работает дома много. Да? À, хорошо. À, thế như vậy vừa rồi chúng ta đã cùng nhau hỏi và trả lời bằng chúng ta viết bằng chữ đấy để cho em dễ hiểu đấy. À, đúng không nào? Viết bằng chữ để cho em dễ hiểu. Tá. À, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hỏi và trả lời nhưng mà không có chữ. Tác vật. Хорошо. Đấy. Có trả lời em có trả lời được không nào? Xem có trả lời được không nào? Đấy. À, xem có trả lời được không? Đấy. Dạ, Nhất trí thử không? xem ạ. À, thử xem đấy. À, хорошо. À, так вот. À, где мы сейчас? Мы Vojitori. Да, мы сейчас в Vojitori. аудитории, đấy. À, đây là bước 2 là thầy giáo còn để bài đọc để cho em nhìn đấy. Đến bước 3 Dạ. thầy giáo giấu hẳn cái chữ này đi đấy. Đó, chỉ còn cái nền trắng thôi đấy. À, đó, chỉ còn nền trắng thôi. Đó, thì lúc đó là sẽ phải xem đấy. À, так, хорошо. À, что сейчас идет? Что сейчас идет? Что сейчас идет? No. Идет. Сейчас урок. Идет. Сейчас Сейчас идет урок. урок. Идет урок. Đấy. Сейчас Идет. идет Идет урок. урок. Да, Dạ. идет урок. Đấy. Идет tức là động từ Dạ. Идет. đi đấy. À, đang diễn ra. Сейчас Dạ. идет урок. Đấy. À, так что мы изучаем? Мы изучаем русский язык. À, мы изучаем русский язык, да? Русский язык, хорошо. А что мы делаем на уроке? Мы читаем Мы читаем, говорим, говорим говорим и и пишем. Пишем по-русски, да? И пишем по-русски, нишем хорошо. по-русски. А как мы понимаем по-русски? Мы понимаем по-русски мало. Мы понимаем по-русски мало, да? А, хорошо. А как мы читаем по-русски? Мы читаем по-русски медленно. Медленно, да? Что преподаватель спрашивает? Что он спрашивает? Преподаватель спрашивает. Как у него? И Как у него? как и как Как у у него него дела? как у него как у него дела Да, преподаватель Я спрашивает, как у Тома дела? Как у него как дела? у Да? Тома Я À, đấy. Как у Тома дела? Cũng được đấy. Как как у у Тома Тома дела? Hoặc là как у gì? Тома дела Преподаватель спрашивает, Тома, как у него дела? А, так. Тома как И у что Том него отвечает? Что Том Тома отвечает? Том отвечает, все хорошо. То отвечает все хорошо, да? То отвечает все хорошо. Так, а что преподаватель еще спрашивает? Что он еще спрашивает?
Он еще спрашивает. Он еще là còn. Он еще спрашивает. Прошивай. Đó, thì giá trị và cái chữ mà em cần nói đấy. Đó, một Maneuver, tháng. maneuver. Tom isho prat Том, преподаватель еще спрашивает, много ли Том работает дома? Да? Много Много том. ли? Да? Много ли? Много ли? Nhiều hay Много. ít? Том làm Dạ. việc ở nhà có nhiều không? Много ли? Đấy. À, em Dạ. hiểu cấu trúc много ly chưa? Chị có chữ Dạ, ly chưa? rồi, Đấy. có nhiều hay Đấy. không? Dạ. Là много ли? Том работает дома. À, đấy. Ừ. À, преподаватель спрашивает, много ли Том работает дома? А как Том отвечает? Том трả lời ra sao? Как Том À, отвечает? Là что Том отвечает? Том trả lời như thế nào? tôm ăn Что? ôn Что сейчас он работает дома? стос À, Том стос отвечает, что? Но. стос Он. ôn à Он pap работает papuchai дома. ôm prabotai doma mnogo Мало. Мало. mala. À, потому что... Почему? Потому что... Bởi vì сам. Потому Город что красивый, да? город красивый, Да? красив. А, город Я. красивый, да? Потому что город красивый и он гуляет много. Он гуляет много, Да? И он гуляет гуляет много, много. да? А, так. А, хорошо. А, так. А, что преподаватель опять спрашивает? Thầy giáo lại hỏi cái thêm cái gì nữa? Что он опять спрашивает? Что он еще спрашивает? Он еще А, спрашивает, хорошо ли? Ну? он еще спрашивает, Хорошо ли? хорошо ли знаете город? А, хорошо ли Том знает? Хорошо Хорошо ли ли то Том знает? знаете город? Нет, не знаете, а знает. Он знает. Động từ знать, я знаю, ты знаешь, он Ты знает. già dệt Đấy, à он là tôm Том là dạ он. Vậy thì, tôm преподаватель знает спрашивает, хорошо ли Том знает знает город? Đấy, город đấy. dạ Хорошо ли Том знает город? À, động từ знать phải chia phù hợp với ngôi Том, đó là он. Хорошо ли Том dạ знает город? Đấy. ừ À, и что Том отвечает? Том trả lời ra sao? tôm отвечает Он он знает а город. знает город хорошо. Еще не очень хорошо. Еще не очень хорошо. Да? À, cậu Еще. ta хорошо là тốt rồi, biết тốt rồi. Да? Nhưng mà đây cậu nói là gì? Cậu còn biết chưa tốt lắm. Đấy. Он знает Nghe город ô еще не очень хорошо. Đấy. Cậu ấy biết biết về thành phố chưa được tốt lắm. Đấy. À, đấy. À, он знает город еще не очень хорошо. Почему? Потому что я здесь Потому недавно. что Потому что он здесь недавно. Bởi vì cậu ấy ở đây chưa lâu. Đấy. Cậu Miss mới cậu ở đây chưa lâu nên cậu chưa biết tốt lắm về thành phố. Nếu cậu ở lâu rồi thì cậu sẽ biết tốt hơn đấy, đúng không nào? Đấy, так. À, хорошо. À, преподаватель говорит, thầy giáo nói cái gì nào? À, потом что преподаватель говорит? Что преподаватель говорит потом? Что преподаватель говорит потом? Sau đó thì thầy giáo nói cái gì? Он говорит, Рамон. No, он говорит что? Он говорит, ну, что он говорит? No. Да? А đây là câu chúc có чтобы, да? Читайте. À, thì ra nói gì nữa? Читайте, Рамон, текст. Đấy. Thì vậy thì chúng ta phải chuyển thành cái cấu trúc câu có чтобы. Преподаватель говорит, чтобы Он говорит, Рамон чтобы Рамон читал текст. Да? А, преподаватель говорит, чтобы Рамон читал читал текст. текст. Да? А, да? Вот. А как Рамон читает? Yeah. Как Рамон читает?
Ramon Chitayet Medlina Ramon Chitayet Nhiệm Pravina. и неправильно, да? Раму читает медленно и неправильно. А что преподаватель говорит? И неправильно. И неправильно, да? Неправильно. И что преподаватель говорит? Хейзан Магизи. Он говорит, что Рамон работает дома мало. Преподаватель говорит, что дома Рамон мало, работает плохо. Дома мало, поэтому Рамон плохо Работа читает. нет. Да? Рамон читает медленно и неправильно, потому что он мало работает дома. Потому что он мало работает дома. А кто читает потом? Кто потом читает? Потом читает. Вот кто. Сирия. Сиропа. 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 А потом читает сиропа. Да? А как она читает? Куда ей кое-то глазаю? Она читает быстро. 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 И правильно. Правильно. И правильно. Правильно. Да? Почему она читает быстро и правильно? Почему? Она побутает дома много. Она работает дома много, да? А потому что она работает дома много. Потому что, вот так, потому да? что, да? Ну хорошо, хорошо. А не vậy là gì? Đó là chúng ta đã làm việc xong với bài khóa, bài đọc đấy. Bài đọc này là một bài đọc rất thú vị đúng không nào? Đấy. Và có rất nhiều cấu trúc câu mới cho chúng ta. Cấu trúc cũng dễ thôi, không phải là khó lắm. Đấy. Không khó lắm, đúng không nào? Đấy. Nhưng mà đó. Phải xem bài. Em nói sao? Nó là phải xem bài thì mới tuy là không khó nhưng mà phải xem lại thì mới nhớ được. Đấy. Đó đúng nè. Rất là trước thầy giáo đã gửi cho em các bài cái nội dung của bài chưa? Nội dung của bài. Cái nội dung của bài tức là cái trình tự của cái bài khóa từ đầu đến cuối, bài đọc ấy. Trình tự như thế nào? Trình tự như thế này này, đấy. Đây này. Đấy. Thầy giáo gửi chưa? Gửi rồi đúng không nào? Đấy. Dạ rồi, dạ đấy. Rồi. Đúng nè. Đấy. Dạ. Đây là phần 1 này. Đây là phần 2 này. Đấy. Yeah. Đó. Thế giờ thầy giáo sẽ gửi cho em toàn bộ cái phần hỏi đáp vừa rồi đấy. Yeah. Phần hỏi đáp vừa rồi. Phần hỏi đáp vừa rồi em có thể là chuyển sang một bản Word đấy. Chuyển sang một bản Word và sau đó cứ ngồi nói đi nói lại sẽ quen. Em hiểu chưa nào? Đấy. Thông thường thầy giáo sẽ làm như thế đấy. Đó, chuyển sang trang cái bản Word. Bởi vì sao? Đó nó dường như là đó thầy giáo chuyển sang như là sau đó em bôi đen nó đi và sau đó em bấm chuột phải copy. Sau đó chuyển sang bản Word thôi. Đấy, mở bản Word ra xong nó pass vào. Đấy. Đó. Thì là em sẽ có một cái bản rất dài hỏi đáp theo bài đọc đấy. Đó. Thông thường thì nó làm như vậy là gì? Các em nhìn thấy là gì? Là cái cách hỏi và cái cách đặt câu hỏi, cách trả lời. Đấy. Đó. Nó очень интересно, правда? Đó. Như vậy là bằng cái cách đó là giúp cho các em là học được cái cách nói của người Nga. Đấy. Và nói đi nói lại nhiều lần để chúng ta hình thành cái tư duy ngôn ngữ bằng tiếng Nga nó như thế nào. Chúng ta thấy là gì là chúng ta đặt cái câu hỏi. Đặt câu hỏi là một vấn đề khá khó đối với học sinh. Đó. Bởi vì sao? Là cái cách tư duy ngôn ngữ của người nước ngoài nó khác so với người Việt. Người Việt thì nói như thế này, nhưng mà người Nga người ta nói lộn ngược hoặc là người ta nói kiểu khác. Đấy. Thế vậy thì mình nói đi nói lại để làm gì? Bắt cái bộ não của chúng ta phải học theo cái cách nói đó, học theo cái cách tư duy đó. Đấy. Đó. Khi mà em đã nói được nhiều rồi thì tự dưng trong đầu em nó sẽ hình thành cái bộ não của em, nó sẽ tự nhận biết, nó bảo như vậy chỗ này, phải hỏi như thế kia. Đấy. Đó. Đó. Thế chỉ có bằng một cách duy nhất đó là gì? Tự mình ngồi đọc đi đọc lại hoặc là thậm chí có thể cần phải viết nữa. Đấy, nếu thích thì có thể viết. Viết những cái câu hỏi và những câu trả lời thì cái bộ não của mình nó sẽ tự nhận biết, nó tự học được mà, nó biết học mà. Đấy. Nó học được cái cách nói theo cái kiểu của người nước ngoài. Хорошо, như vậy bài học của hôm nay chúng ta sẽ tạm dừng tại đây nhé. Đấy. Sang đến bài sau chúng ta sẽ rèn luyện thêm về cái bài đọc này, nhưng mà rèn luyện theo kiểu khác đó, có những bài tập cho nó. Так вот. Хорошо, увидимся с вами, да? На следующем уроке. Да? Gặp em trong giờ học hôm sau нhé. Спасибо, до свидания. Пока-пока. До свидания. Пока-пока. Пока.